Cảm ơn anh An rất là nhiều vì đã nhận lời mời đến tham dự cùng với kênh Tim Phim Việt ngày hôm nay. À, Bình An xin chào Phương Thúy và chào tất cả các bạn khán giả. Khán giả trong thời gian gần đây đang gặp gỡ nhiều hơn với anh An trong vai quân của bộ phim mới đó là Gai Đoạn Phúc. Thì nhân duyên nào đưa anh đến với bộ phim này? À, đầu tiên thì đạo diễn của bộ phim là anh Bùi Quốc Việt. À, một người Anh, một người đạo diễn mà Bình An đã làm hợp tác với nhau qua ba bộ phim ừ. và bây giờ là bộ phim Gara hạnh phúc tức là hai anh em đã làm việc với nhau 8 năm nay rồi à, và khi mà nhận được lời mời của anh Việt thì mình mình nghĩ là mình sẽ không từ chối bởi vì là đối với mình thì khi mà có một đạo diễn tin tưởng mình gọi mình vào một vai diễn thì uh, cái điều đầu tiên đó là phải đồng ý đã còn uh, về cái vai diễn của 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 Bình An đó là vai quân trong Gara hạnh phúc thì Thực ra là khi mà nhận vai diễn này xong thì mình thấy bất ngờ với cái vai diễn này Và đầu tiên thú thực là mình cũng có đắn đo là Là chết rồi, mình đã nhận lời rồi nhưng mà lại là một cái vai quân Một cái vai mà mình đã từng làm gần na ná, ná như những dạng vai khác Thì không biết là mình có làm hay không nhưng mà Cuối cùng thì mình vẫn quyết định là mình sẽ làm Vai tùng của những cô gái trong thành phố với vai quân của Gara Hạnh Phúc thì thực ra về mặt bản chất thì hai nhân vật này khá là tương đồng với nhau Vậy thì anh An làm như thế nào để mình có được những cái sự phá cách đi một chút Hay là mình tạo những cái điểm nhấn cho nhân vật quân này nó không còn giống như Tùng hồi xưa để khán giả họ có thể gọi là dễ dàng nhận ra hơn. Cái vấn đề quan trọng nhất giữa hai nhân vật này làm sao để cho khác nhau đó chính là đó là thời gian. Ừ. Những cô gái trong thành phố là một bộ phim mà Bình An làm từ năm 2018 và đến bây giờ là 4 năm rồi. À, như mọi người có thể xem, mọi người đang theo dõi những tập mà, tập 5, tập 6 của bộ phim rồi thì mọi người thấy là và Quân và Tùng khác nhau hoàn toàn ở trong tùng mọi người có thể thấy là ánh mắt ngây thơ một cái gì đó rất là bị động một anh chàng mà không biết là mình đang phải làm gì hay là mình phải làm gì tiếp theo và anh ta thì nói chung là bị động đến mức mà khi mà được người khác gọi là nịnh nọt rồi nói những câu chí mạng về cuộc sống về gia đình và về tiền thì anh ta tin sái cổ và lập tức rằng là anh anh ta nghĩ rằng là à người này rất tốt với mình người ta ừ. yêu mình người ta dành tình cảm thực sự cho mình và anh ta à, theo cái mối tình đấy một cách rất bị động còn khi mà mọi người xem quân trong Gala hạnh phúc thì mọi người có thể thấy là từ trong ánh mắt từ trong lời thoại với nhân vật cẩm khê thì mọi người có thể thấy là một sự tính toán một cái gì đó nói chung là mưu mô hơn đúng không? rất mưu mô và ừ anh ta luôn luôn khẳng định một điều rằng là tôi với chị chỉ là một mối quan hệ chị cung cấp tiền cho tôi và tôi cung cấp tình cảm cho chị tức là rõ ràng hơn tức là rất là rõ ràng và mình khẳng định một điều là nếu như mọi người có thể nhìn thấy những cái điểm giống ở đây thì thì rất là khó ừ. tức là cách thể hiện của ừ. anh bình an thì cũng đã khác đi rất là nhiều rồi bởi vì là sau một vài năm thì cái cái nét diễn xuất của mình nó cũng sẽ khác đi nữa và à. sau vài bộ phim thì bình an nhận ra một điều là mình rất khó đăng khiếu để đóng những cái vai đều <laughs> từ trong ánh mắt từ trong lời thoại cho đến những cái liếc kiểu liếc ngang liếc dọc thì ơ đều thật mặc dù <laughs> ngoài đời thì mình uh, ngoài đời thì mình uh, rất là hiền lành giống như cái tên của mình vậy. Khi mà anh diễn chung cùng với hai bạn diễn nữ đó là uh, diễn viên Diễm Hương và cả Quỳnh Kool nữa thì à Quỳnh Kool thì có vẻ là mình đã có nhiều cái khoảng thời gian hợp tác cùng rồi. Còn với chị Diễm Hương thì sao? Với vai Cẩm Khê thì anh thấy rằng sự tương tác này có thực sự là mượt mà không và nó đã đạt được đến cái độ gọi <laughs> là thực sự là hài lòng như là anh suy nghĩ chưa? Uhm, đầu tiên thì cũng hơi sợ thật uhm. tức là có những cái ký ức về bộ phim trước tức là những cái mà thực ra sợ không phải là sợ mà là những cái mình ngại những cái mình ngại là, là mình sẽ phải trải qua một lần nữa ừ. ờ, nhưng mà gạt qua cái ngại ấy đi và cái vai này thì lúc đầu bình an xin đạo diễn rằng là, là cho em làm trai ba hoàn đi ừ. tức là ngoài những cái cảnh mà đi làm rất là bình thường ra thì đến những cái cảnh mà kiểu như là là hai người ân ái với nhau ấy thì em xin anh xin đạo diễn rằng là cho em roi ra đi cho em gọi là Superman đi cho em bịt mắt đi cho em đủ tất cả mọi thứ đi nhưng mà tính chất của nhà đài sóng quốc gia thế nên là những cái gì mà mình xin đạo diễn sẽ không được 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 lên sóng sẽ không được xuất hiện mình muốn một cái vai diễn nó nó lột tả chính xác gọi là cái nhân vật ở đây là gì người ta xác định là là kiếm tiền nhờ cái việc đấy nói hẳn ra là làm trai bao thế nên làm trai bao là gì là phải thỏa mãn được người ta thì người ta mới cho mình tiền và muốn thỏa mãn là gì mình phải có nhiều trò mình phải có những cái mà thậm chí là uh, cái lúc mà tập ở nhà anh còn tập nhảy rồi tập kiểu giống như kiểu là <laughs> tức là phải làm tới luôn đúng không giống kiểu giống, giống là trong mấy cái quán bar ở ừ. bên thái lan ấy rồi, em đã <laughs> tức là làm đã, đã làm là phải làm tới bến ừ. đấy nhưng mà vẫn phải nói lại là vì tính chất của nhà đài vì tính chất của sóng quốc gia nên là không thể nào lên sóng được. Ừ. À, nói về bản diễn cẩm khê nói sâu hơn một chút thì uh, chị cẩm khê thì cũng uh, chuyên về những vai đều nhưng mà lần đầu tiên chị cẩm khê làm một cái dạng vai như thế này và có những cái đoạn mà ví dụ như cái đoạn mà đóng cục áo cho cho anh ấy vừa chiếu ở trong tập 3 tập 4 gì đấy. Tức là sao làm gì mà về mùa, à, ừ. làm gì mà về sớm thế thì giờ chị đóng từng cái cục áo rồi lúc tập tay chị này dễ <laughs> thương quá tay chị như này hỏi sao ấy mà em ơi chồng chị nó mà xem được cái này thì chồng Là chị, chị nó đuổi chị ra khỏi nhà <cười> <cười> em mà ơ em chị đây chị lấy chồng rồi chị chị lo cái gì nữa em đây em chưa lấy vợ em đang có bạn gái đây bạn gái em mà mà ghen mà giận thì không lấy được nhau thì chết em còn không sợ đâu còn chị mà em ơi em không thể nói đâu <cười> <cười> sao tức Đấy. là cũng dễ thương rồi đúng không tức, tức là chị thì... tức là đây là lần đầu tiên mà anh được làm việc cùng chế và chị ấy và ừ. chị chuyên chị làm những cái vai đều những cái vai mà kiểu bị người ta ghét anh nghĩ là chị phải rất là bạn ừ cực kỳ bạo <laughs> nhưng mà thấy chị có là những cái hành động như cô vậy cô gái thì... rất là mong manh thôi đúng đúng mà rất anh? là mong manh thế còn bây giờ Phương tôi cũng tò mò một chút là tức là với chị diễm hương thì như vậy chị diễm hương cũng sẽ lo lắng là không biết là ở nhà anh nhà xem thì có sao không thế còn với anh bình an thì sao khi mà những tập đó lên sóng thì khi phương nga xem hay là anh có cùng với phương nga ngồi xem những cảnh đó không và phản ứng của phương nga như thế nào ờ à, bình an nghĩ là phương nga sẽ uh, à, tức là không chưa có thời gian cùng... xem à. bởi vì là lịch trình của hai đứa cũng khá là bận ừ uh, gọi là yêu nhau nhưng mà nếu như mà một tuần gặp nhau được khoảng một hai ngày bởi vì là mỗi người có một cái lịch trình riêng Phương Nga thì ngoài việc dẫn ở đài ra thì còn đi làm ở ngoài nữa ừ. và rất nhiều công việc chạy không kịp đấy và nếu có xem thì chắc là mình cũng sẽ tự tin một điều rằng là mình từ trước nay khi mình làm phim ấy mình khẳng định một điều rằng là chưa có một bộ phim nào mình làm là mình chưa hôn ừ. và thậm chí là có những cảnh nóng hơn và mình được một cái rất là hơi thật thà một xíu tức là trước khi mà làm một bộ phim nào đấy mình đọc kịch bản xong thì mình sẽ báo cáo à. là phim sẽ có cái nọ, phim sẽ có cái kia. Và đấy nếu như mà có lỡ xem được thì mình cũng đã khai báo rồi, rất là thành thật. Và đến bây giờ mình với Phương Nga cũng yêu nhau được gần 5 năm và mình cảm thấy rất là vui, rất tự hào về một người bạn gái của mình, là một người mà luôn hiểu và thông cảm cho 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 người bạn của mình thật là nếu như mà không ghen thì không phải yêu là phải ghen nhưng mà ngoài cái việc ghen ra thì cái việc mà người bạn của mình tạo điều kiện cho mình thông cảm cho mình để hoàn thành tốt nhất cái vai diễn thì đấy là một cái điều mà mình rất tự hào về người bạn gái của mình. Thế còn là với Quỳnh Côn thì sao ạ? Chờ, Sơn Ca trong bộ phim này thì cũng là một hình ảnh rất là khác. Vậy thì cái sự tương tác của anh hay là hai người có cái sự thống nhất nào đó trong cái việc diễn xuất để làm cho cái mối quan hệ này nó mượt mà hơn không? Uh, mình với Quỳnh là học cùng một lớp ở trường sân khấu đây này yeah. và hai người cũng đã biết nhau 10 năm nay rồi uh, cái việc tương tác hay là cái việc mà được hợp tác với nhau thì không còn xa lạ gì nữa thì vì đây cũng phải là đây là phim thứ ba mà bình an với Quỳnh gọi là đóng cặp đúng không ạ? đóng cặp với nhau uh, đóng uh, yêu nhau rồi này rồi cả phạt bội rồi này hoặc là thậm chí rằng là mình lạnh lùng ra mặt luôn rồi này tức là có rất nhiều cung bậc cảm xúc ở trong những bộ phim trước rồi thế nên là đóng một cái vai yêu nhau thì mình nghĩ là cũng không có một vấn đề gì rào cản. Cái vấn đề rào cản duy nhất ở đây đó là uh, ban đầu thì mình có hơi lan tăn một điều tức là mình cũng đã quen Quỳnh từ lâu và mình cũng đã biết được tính cách của Quỳnh tức là một cô gái rất là gọi là nhẹ nhàng gọi là hơi búp bê một xíu tức là rất là dễ thương và khác biệt hoàn toàn so với cái vai sân ca này và đầu tiên cũng có hơi lo lắng nhưng mà trong quá trình làm thì Quỳnh đã thuyết phục được tất cả mọi người cũng như là đoàn phim là mình có thể làm được vai diễn này và các bạn khán giả cũng đã có thể thấy rằng là là Quỳnh đã lột xác hoàn toàn với vai diễn sân ca ở trong bộ phim. Những cái kỷ niệm vui vui nào đó cùng với ekip đoàn làm, làm phim thì anh có thể chia sẻ với khán giả được không? Kỷ niệm vui thì không có đâu nhưng tại vì phim này là mình bị đánh nhiều lắm. <laughs> Bị đánh đấy đánh là một trong người những những người kia đánh, đánh sưng mặt rồi thậm chí rằng là ừ. còn ảnh hưởng đến cả nói tâm lý là... Là... nói chung là ảnh hưởng đến 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 cái cái đàn ông của mình. À. Tức là sắp tới có một cái phân đoạn là đánh ghen. Ừ. Ngoài bị tát ra thì còn bị ăn cả cái mũ bảo hiểm. <laughs> Nhưng mà cái mũ bảo hiểm cái lúc tập thì đạo diễn yêu cầu là phải ném lên mặt mà không hiểu sao lúc đấy Quỳnh lại ném lệch xuống dưới. <laughs> thế là lệch xuống dưới xong <laughs> đau lắm nhưng mà vẫn phải diễn nhưng mà diễn xong thì xin đạo diễn nghỉ nhưng mà mình có lấy là... cái shot hình đó luôn không có hình như trong trailer à, là có là và hình như là cái cảnh đấy là lên phim luôn ấy ừ. và mọi người có thể thấy là cảnh đấy nguy hiểm như thế nào và mọi người qua cái cảnh đấy thì mọi người thấy là làm diễn viên đâu có sướng ừ, đúng. ảnh hưởng đến cả tâm lý ảnh hưởng đến thể cả chất sinh lý <laughs> ảnh hưởng thể chất. đến thể chất ừ thể chất <laughs> đấy. dùng thể chất đi cho nó tế nhị ừ. Ừ. À, quay trở lại với câu hỏi mà nhiều khán giả có lẽ là hơi thắc mắc một chút hoặc là anh an anh nghĩ rằng là cái câu này thì anh an cũng sẽ hơi thỉnh thoảng cũng sẽ hơi gợn cảm thấy hơi gợn ở trong lòng đó là có khi nào mà bình an nghĩ rằng khán giả khi mà nhớ tới bình an thì sẽ nhớ tới một vài cái bộ phim trước đó khi mà khán giả hay comment là bình an diễn hơi đơ này hay là bình hoa di động này anh có liệu khi nào thấy lăn tăn ở trong lòng vì những cái bình luận đó không lăn tăn thì tất nhiên là sẽ lăn tăn nhưng mà mình là một người có năng lượng tích cực khi mà mình nhìn nhận về một vấn đề mình sẽ phải xem cái vấn đề đấy xuất phát từ đâu công nhận là mình là một người uh, diễn khả năng diễn của mình chưa tốt nhưng mà mình luôn luôn cố gắng và mình luôn luôn cải thiện và mọi người nói mình diễn đơ hay là diễn nhạt thì mình thấy rằng là đấy là hình như là cái mặc định của khán giả dành cho bình an uh, bởi những vai diễn trước kia khi mà uh, bình an có những vai diễn mà cảm giác là mình đơ thật mình nhạt thật Hồi mới đầu chị hồi mới đầu ừ. khi mà mới vào nghề nhưng mà những vai diễn gần đây từ phim yêu hơn cả bầu trời cho đến mặt nạ gương và phim ga hạnh phúc mình cảm thấy rằng là mình mình đã có những cái thay đổi và và không còn đơ và không còn nhạt nữa nhưng mà các có, có một cái cảm giác đây là khán giả vẫn đang mặc định là khi mà nghe đến tên Bình An là mọi người sẽ thấy rằng là à, à anh chàng này diễn đơ anh chàng này diễn nhạt nhưng mà không sao đấy là những cái mà Uh, mình đã từng trải qua nó rồi mình cảm giác là mình sẽ không bị nhụt chí bởi những lời nói như vậy nữa ừ. và thay vào đó là đấy là những cái lời nói khiến cho mình có nhiều uh, gọi là động lực, hơn. động lực hơn để mình có thể hoàn thiện tốt những cái vai diễn tiếp theo của mình. Vâng cảm ơn anh Bình An vì đã dành thời gian đến tham dự cùng với kênh tin phim Việt ngày hôm nay và Phương Thúy cũng xin là cảm ơn các bạn vì đã theo dõi buổi trò chuyện này cũng như các bạn đừng quên nhấn nút theo dõi kênh tin phim Việt của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất và nóng nhất về đời sống phim việt nhé và bình an cảm ơn các bạn khán giả đã đã quan tâm với bình an và quan tâm đến vai diễn quân ở trong phim gala hạnh phúc và mọi người hãy tiếp tục đón xem quân và nhớ rằng là đừng dành cho mình những cái lời cay đắng đấy nhá mình cảm thấy uh, buồn đấy <laughs> chắc chắn rồi, Phương thấy tin rằng là với những khán giả luôn ủng hộ và yêu thương anh An thì sẽ không chỉ ủng hộ ở trên phim đâu Chắc là nếu như có ghét một chút xíu nào đó quân thôi chứ còn không thể ghét bình an được đâu ạ à. Cảm ơn anh An rất là nhiều Phương Thúy và anh bình An xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của chương trình Xin chào